một bất động sản nằm trên trục đường 25m thông dài nha quý vị, đường 25m. Ngay ngày hôm nay trọng thơ đang có mặt tại trục đường N4, đường này với lộ giới là 25m và bất động sản của chúng ta hai lô liền kề ngay ngày hôm nay ạ. Hai lô liền kề nha quý vị, hai lô liền kề ngay ngày hôm nay. Trên trục đường này. Bên tay trái của trọng thơ nha quý vị. Vị trí đất của chúng ta giáp góc N4 và đường D3. Với diện tích của mỗi lô là ngang 5 sâu cho 30. Đất ở đô thị phun thổ cư và nằm trên trục đường đã được đổ sỏi cây đã được trồng cột điện đã có và chuẩn bị đổ nhựa trong thời gian sắp tới trục đường này chạy thẳng chúng ta ra quốc lộ 14 nha quý vị đó trước mắt chúng ta là những dãy nhà đang hiển thị ở quốc lộ 14 và ngay đây cũng sát trục đường D1 rộng 50 m trục đường D1 là chạy thông thẳng từ trạm thu phí Thành Tâm ngay quốc lộ 13 gọi là trạm thu phí Trần Thành đấy ạ về với lại giai đoạn 3 về với lại giai đoạn 2 ngay vị trí trọng thơ đang đứng đây và về với lại khu nghiệp giai đoạn 1 311 ha của BKMX. Và trục đường của chúng ta, trục đường N4 giao nhau với là D3 đường 25 m rồi tiếp tục giao nhau với trục đường D5 xuyên suốt của dự án qua giai đoạn 4 luôn, cũng là đường 25 m. Đó, đường D5 chạy thẳng ra khu này chúng ta có thể thấy ạ. Hai giai đoạn 2 của BKMX. Với một vị trí này ngay ngày hôm nay trọng thơ chia sẻ tới toàn thể quý hàng giá chỉ 6,3 triệu một mét vuông những vị. 6,3 triệu trên mét vuông đường 25 m cây đã được trồng. Quý hàng quan tâm tới bất động sản này hai lô liền kề. Tiền chúng ta có thể xây nhà trọ, kinh doanh cho thuê. Mai mốt chúng ta có thể xây những cái shop à, thời trang để cho thuê này. Rồi chúng ta có thể à, với diện tích 300 m vuông chúng ta làm gì cũng được những vị, làm quán nhậu cũng được. Đó liên hệ trọng thuê qua số điện thoại trọng thuê ở bên dưới màn hình. Hẹn gặp lại quý hàng ở những video tiếp theo.